chuyển của Xuân Dư. Khá nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ chủ nhà Đắk Lắk ở phút thi đấu thứ 13. Ở pha bóng vừa rồi thì Lương Bá Sơn dường như đã có một phản xạ hơi chậm. Cú đánh đầu của cầu thủ bên phía Đắk Lắk là không phải quá mạnh. Chúng ta vừa xem lại một lần nữa pha phối hợp. Người thực hiện quả tạt là Thái Minh Hiếu. Pha đánh đầu của Ngọc Ánh là rất chuẩn xác. Chúng ta có thể thấy thủ môn bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa. Trọng tài đã nổi còi. Trọng Hùng dứt điểm thẳng. Bóng đi căng nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Thành Phú. Chúng ta vừa được xem lại một lần nữa quả đá phạt được thực hiện bởi cầu thủ áo số 1. Văn Hội hoàn toàn có thể dứt điểm thẳng. Nhưng vừa rồi là một tình huống chèo bóng bổng cho đồng đội ở phía trong và thủ môn bên phía đội chủ nhà Thành Phú đã đẩy được bóng ra khỏi khu vực 16m50. Tiếp tục là một pha chèo bóng bổng. Đánh đầu! Cơ hội tốt nhất mà các cầu thủ Thanh Hóa tạo ra kể từ đầu trận đấu. Và đó là cú đánh đầu của cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất ở trên sân, Văn Hội. Anh đã di chuyển và chọn vị trí chuẩn xác sau đường chuyền từ bên phía cánh trái của đồng đội để thực hiện một cú đánh đầu rất nguy hiểm về phía cầu môn của Thanh Phú. Văn Hội không có tình huống việt vị. Không, như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cơ và người rơi vào thế việt vị vừa rồi là Trọng Hùng. Một pha phối hợp rất có ý đồ của các cầu thủ Thanh Hóa. Pha đưa bóng vào của Trọng Hùng. Văn Thành là người đánh đầu đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50. Rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm bóng sống từ khoảng cách gần 30m. May mắn vẫn không thuộc về các cầu thủ Thanh Hóa. Khung thành thì đã bỏ trống nhưng các cầu thủ áo vàng không thể có được bàn thắng săn bằng cách biệt. Chỉ một chút nữa thôi thì đã có pha phản lưới nhà của các cầu thủ Đắk Lắk. Nhưng Thanh Lâm đã có mặt đúng lúc. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm tình huống này. Những phân trần tới từ cầu thủ mang áo số 17 bên phía Thanh Hóa. Tuy nhiên trọng tài đã đưa ra quyết định và đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ Đắk Lắk gia tăng cách biệt trong trận đấu ngày hôm nay. Thời điểm mà Thanh Hóa đang đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương và tìm kiếm bàn săn bằng cách biệt thì trong một pha phòng ngự, một tình huống không quá nguy hiểm về phía cầu môn của Lương Bá Sơn, thì Thái Bình lại để bóng chạm tay và bây giờ đứng trước bóng đang là cầu thủ áo số 42 của Đắk Lắk. Rất đơn giản, 2-0 cho đội chủ nhà. Cách biệt đã được nhân đôi ở phút thứ 41 của trận đấu và đó là pha lập công của Đỗ Xuân Thi từ chấm 11m.
Trong tình huống đá phạt 11m vừa rồi thì thủ thành bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa Lương Bá Sơn đã bay người đúng hướng nhưng anh không thể cản phá được tình huống đá phạt rất căng của Đỗ Xuân Thi. Tuy nhiên trong hiệp 1 thì anh đã có một cú đánh đầu rất nguy hiểm về phía cầu môn của Thanh Phú. Thêm một tình huống nữa nguy hiểm về phía khung thành của Đắk Lắk. Quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp sau nỗ lực đẩy bóng của Thanh Phú. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này các cầu thủ Đắk Lắk vận hội. Cơ hội đối mặt dứt điểm. Bàn thắng đã không được công nhận khi mà cầu thủ của Thanh Hóa lại rơi vào thế việt vị. Và đó lại là Trọng Hùng. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này đầu hiệp 2 của Đắk Lắk. Dứt điểm không vào. Tiếp tục dứt điểm vẫn không vào. Lẽ ra tỷ số đã là 3-0 cho Đắk Lắk. Khung thành bỏ trống và cầu thủ của Đắk Lắk đã dứt điểm đưa bóng vọt xa ngang. Trước đó phải kể tới nỗ lực của cầu thủ màu số 7 Ngọc Lâm. Còn đây là pha dứt điểm rất đáng tiếc của số 16 bên phía đội chủ nhà Thái Minh Hiếu. Tưởng chừng cơ hội đã chút. Pha lấy bóng của các cầu thủ chủ nhà, cơ hội để dứt điểm. 3-0 rồi. Phút thứ 58 của trận đấu và cách biệt vào lúc này là 3 bàn. Người đã lập công là cầu thủ vào sân thay người mang áo số 7 bên phía đội chủ nhà Lương Thanh Ngọc Lâm. Sau khi được tung vào sân thì Ngọc Lâm cùng với Hữu Nam đã thi đấu rất năng nổ và vừa rồi là bàn thắng rất đẹp mắt mà Ngọc Lâm thực hiện vào lưới của đối thủ Thanh Hóa. Cách biệt vào lúc này đã là 3 bàn và số phận của trận đấu coi như đã được giải quyết. Rất đông các cầu thủ áo vàng đã xâm nhập vòng cấm địa của Đắk Lắk để chờ đợi đường chuyền của đồng đội. Nhưng đó là một pha dứt điểm thẳng, đưa bóng qua luôn xà ngang cầu môn của Thanh Phú. Chúng ta vừa được xem lại một lần nữa tình huống đá phạt của Thái Bình. Sự thay đổi người. Dứt điểm. Cuối cùng thì bóng đã nằm trong đôi tay của thủ thành Lương Bá Sơn. Chúng ta xem lại một lần nữa pha dứt điểm của Minh Hiếu.